Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin Nóng ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Người thường sẽ tố cáo chính phủ Việt Nam kỳ thị sắc tộc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Thân nhân tù nhân lương tâm khi quan chức Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam. Dòng chữ gây tranh cãi xuất hiện trong hội nghị hàng nghìn khách Trung Quốc ở Hạ Long. Các nhà hoạt động nhân quyền là người thuộc sắc dân thiểu số ở Việt Nam sẽ tố cáo việc nhà nước phân biệt sắc tộc trước Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 11 tới đây. Thông tin trên được Tổ chức Ủy ban Cứu người vượt biển, viết tắt là BPSOS đưa ra. Đây là tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ và tập trung chủ yếu vào các vấn đề nhân quyền của các sắc dân thiểu số ở Việt Nam. Sự kiện trên thuộc khuôn khổ hoạt động kiểm điểm định kỳ của Liên Hợp Quốc đối với các quốc gia là thành viên của Công ước Quốc tế về việc xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc điều hành của Tổ chức Ủy ban Cứu người vượt biển, cho biết thêm thông tin về sự kiện trên. BPS tham gia các cái cuộc kiểm điểm của Liên Hợp Quốc, lý do đó là muốn tạo ra một cái môi trường và một cái diễn đàn để chính người dân ở trong nước đặt vấn đề trách nhiệm giải trình với nhà nước. Ở tại Việt Nam hiện nay thì nhà nước chưa có thực thi cái trách nhiệm đó bởi vì họ xem thường người dân. Nhưng mà nếu mà đi vòng qua Liên Hợp Quốc, khi mà chính người dân biết cách làm báo cáo, chính người dân có thể tiếp cận được với lại Liên Hợp Quốc đó, hoặc là trực tiếp hoặc là thông qua những người trung gian, thì cách này cách kia họ đang đặt vấn đề với nhà nước Việt Nam và nhà nước Việt Nam phải trả lời cho người dân thông qua những ủy ban chuyên trách về từng lĩnh vực nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết. Thì đó là cái mục đích chính yếu, tức là tạo cái tiếng nói cho người dân. Việt Nam hiện đã tham gia 7 trên tổng số 9 công ước về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước vẫn thường xuyên chỉ trích nhà nước vì không tuân thủ các cam kết theo như quy định của các công ước này. Về vấn đề phân biệt sắc tộc, thì theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức của ông sẽ tố cáo chính quyền Việt Nam đã thực hiện các chính sách đàn áp về mặt tôn giáo, kinh tế và văn hóa nhắm đến các sắc dân thiểu số như người Thượng ở Tây Nguyên, người Hờ Mông ở phía Bắc và người Khmer Krom ở phía Nam. Ông nói thêm về những thông tin mà tổ chức BPSOS sẽ mang tới Liên Hợp Quốc tới đây. Vâng, cái hành trang đó là chúng tôi đã có rất nhiều những cái bản báo cáo về vi phạm nhân quyền nói chung, mà xét ra thì các cái sắc dân bản địa là bị nặng nề nhất, trong đó có người Thượng, người Hờ Mông và người Khmer Krom. Ở phía Việt Nam thì không bao giờ báo cáo những cái điều ấy, nhưng mà Liên Hợp Quốc đã nhận được nhiều trăm cái bản báo cáo vi phạm đến trực tiếp từ những nạn nhân, mà phần lớn đó là đến từ những cái cộng đồng bản địa như mà tôi vừa mới nhắc đến. Tìm hiểu thêm về vấn đề này, đài AFA nói chuyện với ông Vàng Xeo Giả, một người Hờ Mông sinh ra ở phía Bắc Việt Nam, nhưng đến năm 8 tuổi thì gia đình đã phải chạy trốn vào Tây Nguyên vì chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương, rồi cuối cùng phải sang Thái Lan xin tị nạn. Bọn em có trong tay những cái danh sách khoảng hơn 5.000 cho đến 7.000 những cái người Hờ Mông sinh sống ở vùng Tây Nguyên nhé. Họ không có bất kỳ một cái giấy tờ tùy thân nào. Những cái sự việc này được chính quyền Việt Nam họ thừa nhận, cũng như là được cái sự chứng minh của các cái tổ chức quốc tế và những cái quan chức ngoại giao, họ đã chứng minh được cái điều này. Họ đã nhận được các cái bản báo cáo và họ đến thực địa và họ bị cấm đến những cái vùng như vậy. Và anh biết là những cái hệ quả của cái việc mà sống 20 năm, hơn 20 năm, nó gần như là hai thế hệ mà nó không có bất kỳ một cái giấy tờ tùy thân nào. Nghĩa là họ không có một cái quyền công dân nào cả. Họ không có giấy tờ tùy thân thì họ không thể tiếp xúc với giáo dục. Thứ hai là những cơ hội kiếm việc làm ở các cái đô thị. Bởi vì anh không có giấy tờ tùy thân nào, chẳng ai dám nhận anh là ai mà dám nhận cả. Và thứ ba là liên quan đến những vấn đề như là hưởng những cái chính sách của xã hội thì họ hoàn toàn không có. Và họ sinh sống như kiểu một người rừng ở những khu vực như vậy. Sau đó thì con cái của họ họ sinh ra, những con cái đấy họ cũng không được đi học này, và không được hưởng bất kỳ một cái chế độ xã hội nào dành cho trẻ con, hay làm những cái hưởng những cái chính sách dành cho một người công dân của Việt Nam. Em cho rằng đó là một cái sự kìm hãm cái sự phát triển của dân tộc Hờ Mông của tụi em, nó ở đấy. Trả lời phỏng vấn của đài AFA, ông Y Quỳnh Bờ Đáp, một người ED từ tỉnh Đắk Lắk, hiện đang tị nạn tại Thái Lan, cho biết lo ngại của ông
những cái người thượng chúng tôi cũng có các cái ngôn ngữ của họ riêng. Ở vùng Tây Nguyên thì sử dụng là tiếng Ê Đê là thuận dụng từ thời Pháp. Trước đây là có các cái trường học là cho cái người đồng bào của người thượng, và hiện nay đây không có một cái trường học nào để cho người thượng của chúng tôi. Và nhiều người thượng bây giờ họ không có nói được tiếng Ê Đê. Nhiều nhà hoạt động và thân nhân của tù nhân lương tâm ở nhiều tỉnh và thành phố bị cơ quan an ninh theo dõi trong nhiều ngày gần đây khi báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển của Liên Hợp Quốc Surya Deva đang thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11, ông Surya Deva gặp gỡ một số quan chức cao cấp của Việt Nam và thăm Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của cựu tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, cho Đài Á Châu Tự Do biết, từ ngày 9 tháng 11, công an thành phố đã đưa người tới canh gác ở gần nhà bà cho tới hết ngày 12 tháng 11. Bà nhận ra những người canh gần nhà bà là công an thành phố. Chính họ đã từng theo dõi bà trong giai đoạn ông Ngô Văn Dũng còn đang ở trong tù và cả thời gian gần đây sau khi ông trở về nhà từ giữa tháng 9 vừa qua. Ông Dũng cho biết bản thân có ý muốn đi gặp ông Surya Deva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, để trình bày thực tế quyền con người ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông không biết được lịch trình của ông này. Bà Lê Thị Hà, vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đăng Phước, cũng ở thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết bà bị an ninh thành phố theo dõi nhất cử nhất động trong liên tiếp mấy ngày trước. Bà nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do chiều ngày 14 tháng 11. Tôi phát hiện mình bị theo dõi từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy, khi tôi đi đổ rác. Cho đến ngày 14 tháng 11, những người theo dõi bà đã không còn xuất hiện nữa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi cho biết, trong 2 ngày nay, nhân viên an ninh đã theo dõi và chạy xe máy theo sát bà mỗi khi bà có việc phải ra đường. Bà Đỗ Lê Na, vợ của tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, từ Hà Nội cho Đài Á Châu Tự Do biết, gia đình bà cũng bị công an canh gác, tuy nhiên bà vẫn không bị ngăn cản khi đi làm và đưa con đi học. Bà nói trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do chiều ngày 14 tháng 11, tôi bị an ninh canh nhà từ hôm qua, hiện tại họ vẫn còn canh và tôi không rõ đến khi nào thì họ dừng lại. Khi mẹ con tôi ở trong nhà thì họ canh ở đầu ngách, khi tôi đi ra ngoài để đi làm hoặc đưa con đi học thì họ đi theo. Phản ứng về việc bị an ninh canh giữ nhiều lần kể từ khi ông mãn hạn tù 5 năm tù giam, cựu tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng thể hiện sự bực bội và ông kể lại. Chú mới về, tụi cháu mà cho người mà canh như vậy thì làm sao mà chú làm ăn được. Cái thứ hai nữa, chú mới về mà tụi cháu cho người canh vậy, ai dám tới nhà chú mà ai dám mà tiếp xúc giao lưu với gia đình chú như vậy là chú không có đồng ý đâu. Sau khi bị phản ứng, phía công an cũng tự động rút đi hoặc vẫn canh giữ nhưng ở khoảng cách xa hơn, bà Nga cho biết. Việc canh giữ tư gia và hạn chế đi lại của người hoạt động hoặc thân nhân của tù nhân lương tâm đã xảy ra từ nhiều năm qua và thông qua nhiều hình thức. Những ngày qua, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền một đoạn video và các hình ảnh về một hội nghị với hàng ngàn người Trung Quốc tham dự ở Hạ Long xuất hiện dòng chữ với từ ngữ bị cho là không phù hợp. Truyền thông nhà nước hôm 13 tháng 11 cho biết sự kiện được tổ chức hôm 9 tháng 11 ở một khách sạn tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh dành cho nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Y học Thái Sinh Thiểm Tây, Khanh Mỹ, Trung Quốc. Trong lịch trình tour, sự kiện giao lưu tổng kết nội bộ diễn ra trong 4 ngày, 6 tháng 11, 9 tháng 11, 15 tháng 11 và 22 tháng 11, với quy mô 1.000 khách mỗi đoàn một lần. Những dòng chữ gây chú ý bằng tiếng Việt là Hội thảo Quân đoàn Thiết giáp Việt 2023 Nam hệ thống Long Diễm, Chương trình giao lưu đội quân thép hệ thống Long Nham 2023, Quân sắc tấn công bất khả chiến bại. Báo VN Express dẫn lời ông Trần Dương Lâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch quốc tế Cường Lâm cho biết đã giải trình với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và các cơ sở ban ngành liên quan về phản ánh từ ngữ không phù hợp trong sự kiện hôm 9 tháng 11. Ông này cho biết đây là sự cố lỗi dịch thuật tự động, dòng chữ gốc có nghĩa chương trình giao lưu đội quân thép hệ thống Long Nham 2023 thế hệ thứ hai tri ân và biết ơn. Tuy nhiên, một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng việc tổ chức một chương trình với dòng chữ như vậy là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng giống như những trường hợp tương tự trước đây như vụ đoàn du khách Trung Quốc mặc áo có hình bản đồ lưỡi bò ở Biển Đông nhập cảnh vào Việt Nam hồi năm 2018. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.